trong tất cả các công thức của tinh sinh, tôi trừ ba cái âm đó ra, một tới bảy, đúng không nào, tất cả đều chữa bệnh như nhau, kể cả những bệnh khó chữa, tất cả các bệnh luôn, đúng không nào. Nhưng để nâng cao cái tầm tâm thức của mình, như tôi nói nãy, để đạt tới cái hạnh phúc ấy, tối cao đấy, thì chúng ta bắt đầu nâng cấp dần các cái công thức ăn lên số lớn hơn đấy. Khi chúng ta nâng cấp lên là để tâm thức chúng ta nâng cấp, để chúng ta chạm tới cái sự tự do hơn. Có một người nói tôi là tại sao Ngài Minh Tuệ ăn thiếu thốn như thế mà Ngài sống không có bệnh hoạn. Tôi chưa nói là sang năm ông bị bệnh ung thư, tôi không nói tới, nhưng mà 6 năm cũng đủ đủ để trả lời là chúng ta không thể đi như Ngài được, đúng không nào. Chúng ta không làm được. Mà nếu làm như thế chúng ta bệnh ngay. Thế thì ổng lấy năng lượng đâu mà ổng đi một ngày một bữa, có khi đói có khi no, và chắc chắn là không có ai chuẩn bị chay cho ngày đâu, là chỉ ăn cơm và mấy muối thôi. Nhưng tại sao, giải thích bằng khoa học, bằng dinh dưỡng, thì làm sao có đủ chất để đi bộ được như thế, và để ngủ ngồi sương gió như thế, phải không nè. Thì Ozawa có nói một câu, nếu chúng ta ăn đủ lâu, từ 7 đến 8 năm, số 7, chúng ta lúc đó chúng ta ăn gì cũng đủ chất. Có phải là cái giải thích của tiên sinh không? Tiên sinh nói trước rồi nghe. Khi đạt tới đó ăn cái gì nó chuyển hóa cũng được hết. Cái đó theo tôi nói là đó là chúng ta đạt tới độ thần thông. Thần thông là chuyển hóa những cái không thể thành có thể. Cái đó là thần thông chứ không phải là bay nhảy như Tề Thiên. Đúng không nào? Cái đó mới đúng là thần thông. Đúng không nào? Biến từ cái thiếu sang cái đủ, biến từ không thể thành có thể, cái đó mới gọi là thần thông. Chứ không có bay trên trời rồi múa phép rồi này kia để đánh trừ yêu diệt quỷ đâu, đúng không nè. Chúng ta hiểu là như thế. Chúng ta muốn đạt được thần thông cũng bắt đầu từ cái đường hiểu biết, từ dưỡng sinh. Một điều nữa mà chúng ta đọc, cái tổng quan nhất của tiên sinh Ozawa, cái tổng quan nhất tất cả các sách, đúng không nào, chúng ta sẽ thấy một điều mà tôi thấy rất ít người thấy, là tiên sinh không hề nói tới dinh dưỡng. Quý vị coi thử tiên sinh có trọng là do cái loại này nó nhiều cái vitamin này, loại kia nhiều vitamin kia đâu, cũng có, phải không nào. Tại sao thế, mình đặt câu hỏi tại sao thế, đó là thiếu sót của tiên sinh, là cái thiếu, là cái hiểu sai của mình, do mình định kiến. Mình đa số con người mình luôn thấy thiếu chất, đúng không nào. Mà ăn uống thì rất là, mình thuộc loại ăn tạp, ăn vô cùng là phức tạp luôn, đúng không nào. Đường, trứng, thịt, cá, sữa, tất cả là tạp, nhưng mà ai cũng lo là thiếu chất cả. Tiên sinh có nói về dinh dưỡng đâu, mà con bò thì nó có cần dinh dưỡng đâu, con vật nó ăn, con cọp nó ăn thịt không à, nó thiếu chất xanh mà nó thiếu đâu, phải không nè. Thế thì cái sự chuyển hóa nó quan trọng chứ đâu có phải là dinh dưỡng đâu, đúng không nè. Thì nãy anh Viện có nói đấy, cái chuyển hóa nó quan trọng lắm. Chúng ta cứ nặng về dinh dưỡng, mà cái định kiến nó tạo ra, cái nền khoa học nó nhồi sọ chúng ta từ lâu nay, định kiến là chúng ta luôn luôn thiếu, phải ăn cái này nó bổ, ăn cái kia nó bổ, phải không nè. Cái bổ hay không là do cơ thể chúng ta chuyển hóa ra đúng cái yêu cầu của cơ thể mình, thì cái đó mới gọi là tốt, mà nó vừa đủ nhưng không có thừa đấy. Cái việc mà chúng ta luôn luôn áp đặt cho mình chạy theo một định kiến, mà chúng ta cứ nghĩ là khoa học là không mê tín, mà thực ra vô cùng mê tín. Đau một phát uống viên thuốc, chả biết viên thuốc nó gì, chả biết cái bệnh mà gì, giao cái sinh mạng mình cho ông bác sĩ, may mà ông tốt á, thì cũng đỡ đỡ cho ông, mà khám nhầm bệnh hoặc là cho hoặc là thuốc giả thì mình rất là khổ, đúng không nào. Thế mình mê tín đấy chứ, mình không biết gì nói mà mình lao theo là mình mê tín chứ. Chứ mình có tỉnh táo đâu, biết cái thuốc là gì đâu, nó có tác dụng phụ như thế nào, phải không nào.
À, và uống cái bệnh này thì nó hại cái gì nữa, phải không nào? Đấy, mình cứ lao theo mà chả biết rằng à, nó là gì cả.